Ngọc Trinh chắc chắn là cái tên xuất hiện theo truyền thông nhiều nhất hôm nay, đặc biệt là khi cô tự tin mặc chiếc váy mỏng như giấy, khoét ngực sâu, sẽ hông cao trên thảm đỏ liên hoan Cannes ngày năm. Thêm một bí mật gây sốc nữa được tiết lộ bởi chính nhà thiết kế Đỗ Long, người đã sáng tạo nên chiếc váy gây tranh cãi cho nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh không hề mặc nội y khi diện bộ trang phục này. Thường thì khi mặc váy khoét không cao, các sao trong lẫn ngoài nước đều dùng các loại nội y chuyên dụng để hạn chế tình trạng lộ hàng. Nhưng Ngọc Trinh thì không, cô không sử dụng thêm bất cứ một loại quần bảo hộ nào khác mà cứ thế ung dung bước trên thảm đỏ. Căn bản vì nhà thiết kế Đỗ Long trước đó đã may thêm phần ren vào các điểm nhạy cảm. Một bước đi tưởng là cẩn thận nhưng thực ra khá mạo hiểm. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng cho biết nhà thiết kế Đỗ Long đã mất đến hơn một tháng để bàn bạc lên ý tưởng rồi chỉnh sửa, hoàn thiện cho cô. Lấy ý tưởng từ loài rắn, biểu tượng cho vẻ đẹp quyến rũ xuân sắc nhất của người phụ nữ, lại gắn với tuổi mệnh của Ngọc Trinh. Đỗ Long đã thêm thắt một vài chi tiết, kết hợp với việc xử lý chất liệu hợp lý nhằm giúp cho đàn em tỏa sáng và tạo ra một nét riêng trên thảm đỏ. Nếu như một tấm vé để thò mặt đến Met Gala hay Oscar là quá khó nhằn, thì tại liên hoan Cannes, mọi việc diễn ra dễ dàng hơn với giá thư mời dao động từ 10.000 euro đến 18.000 euro, tức là khoảng 260 triệu đồng tới 470 triệu đồng. Cũng vì thế cho nên thảm đỏ Cannes này bỗng trở thành một nơi quần tụ của những cá nhân hám danh, bỏ công sải bước với nhiều mục đích khác nhau là tôn vinh điện ảnh, đánh bóng bản thân, quảng cáo cho nhà tài trợ, tìm kiếm danh vọng một cách bất chấp hay mong muốn đổi đời nhờ giới tỷ phú nơi đây. Liên hoan Cannes năm 2019 năm nay được một phen nhốn nháo với sự góp mặt của Ngọc Trinh, cùng kiểu cách thời trang khó diễn tả được đủ đầy bằng lời. Có thể đẹp đẽ nhưng phản cảm, phô trương nhưng lại kém sang, chân dài tự vỗ ngực là nữ hoàng nội y đã ghi danh mình vào tuyển tập những món thời trang trắc nết nhất nhì lịch sử Cannes. Tất nhiên trong mớ hổ lốn đó cũng không có ít đối thủ xứng tầm với cô. Vẫn giữ thói quen sexy táo bạo như thường ngày, nhưng mà ở lần này Ngọc Trinh lại chơi lớn quá, khiến chúng ta cảm thấy ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm thật mong manh. Ngọc Trinh và tần suất mặc đồ hở gần như liên tục đã là chuyện khá thường nhật. Tuy nhiên, cũng có dịp cô hở bạo đến mức khiến người ta phải khựng lại đôi chút và tự hỏi, thế này là gợi cảm hay là phản cảm đây?